nhìn ăn cả đời cũng chưa chắc mua được nữa. Tâm trạng hắn ta hôm nay không tốt đâu, đừng đi ăn với hắn ta nữa, đi ăn với tôi đi. Cô hãy dừng lại việc đóng giả An Chi trước khi mọi chuyện đi quá xa. Cô là người mất nhiều nhất ấy, không chỉ Nam Phong mà cô còn sẽ mất luôn cả người bạn thân thiết nhất của mình. Ai đã làm việc này? Ai là người giữ chiếc váy hả? Cô là ai mà lúc nào cũng khiến tôi phải phát điên như vậy chứ? Nam Phong mà nghe mày đi, làm gì mà không nghe mày thế hả? Hạ Linh, tôi đã bị Nam Phong đuổi việc rồi.